Hello, chào tất cả bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Chúc tất cả bạn có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy sức khỏe bạn nhé. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn đến cho tất cả bạn cách chúng ta trải nghiệm các skin mới sau bản cập nhật đấy, hoàn toàn miễn phí luôn nhá. Thì chúng ta có hai skin khá là xịn của Nata và Triệu Vân này, kèm theo đó ấy là các skin mới trong sổ sứ mệnh mùa sau. Rất là nhiều bạn thì chúng ta cũng muốn trải nghiệm xem skin chơi nó có ngon xịn sò không, để sổ sứ mệnh mùa sau chúng ta còn biết đường để chúng ta mở, đúng không? Thì ngày hôm nay mình sẽ chỉ dạy cho tất cả bạn nhé. Và các bạn đang xem đừng quên là like, đăng ký kênh và chuộng cho mình. Thì chúng ta sắp cập nhật sổ sứ mệnh mùa mới ấy. Thì sau khi sổ sứ mệnh mùa mới thì mình sẽ có các phần quà mini game để tặng sổ sứ mệnh vượt cấp nhá. Thì sổ sứ mệnh vượt cấp thì chúng ta chỉ có khoảng 400 con huy thôi, nên là khi mà chúng ta có sổ mùa mới thì chắc là mình sẽ tạo mini game khoảng 15-20 bạn gì đó để chúng ta tặng quà sổ sứ mệnh nhá. Nên là các bạn đừng quên là like, đăng ký kênh và chuộng cho mình và comment xuống bên dưới nhá. Thì đầu tiên chắc là các bạn sẽ cùng mình cho trải nghiệm các skin này trước là các bạn nhờ. Thì đây, đầu tiên thì chúng ta sẽ có một skin mới của Triệu Vân, nhìn rất là đẹp luôn đúng không bạn? Mình thấy là trong skin này ấy, nhìn khuôn mặt của Triệu Vân rất là đẹp trai luôn. Không biết là các bạn nào thấy giống như mình không nhỉ? Cực kỳ đẹp trai các bạn nhá. Đây, và chúng ta bên cạnh thì chúng ta có thêm một hình con rồng rất là ngầu luôn. Đó, thì chúng ta sẽ test thử skin này nhá, kèm theo skin của vị tướng Nata đi. Nata thì chúng ta cũng có một skin mới, nhìn cũng rất là đẹp và xịn sò luôn. Trong skin này ấy thì các bạn cũng có thể thấy là chúng ta có rất là nhiều thanh kiếm như là của Murat Chí Tôn Thần Kiếm ấy các bạn nhờ. Ok, thì đây chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhá, để chúng ta test thử skin này xem nếu mà skin Nata này chơi cùng với skin của Murat Chí Tôn Thần Kiếm thì nhìn nó rất là đẹp và nó rất là hợp luôn nhá. Ok, tiếp theo mình có vào trong đấu luyện xong rồi để chúng ta test thử skin nhá. Trong một trận mà chúng ta có cả skin của Nata này, Triệu Vân và Murat thì nhìn nó rất là đẹp luôn đúng không các bạn nhờ. Đó, đây đầu tiên thì chúng ta sẽ test qua hiệu ứng biến về trước nhá. Thì đây là hiệu ứng biến về của skin Triệu Vân này các bạn nhá. Đầu tiên ấy thì Triệu Vân sẽ gõ cái chuông trước. Đây mình cho bạn xem qua này. Nói Triệu Vân sẽ gõ các cái chuông. Sau khi mà gõ chuông xong ấy thì sẽ có một con rồng xuất hiện. Nói chung là nhìn rất là chất và ngầu luôn các bạn nhờ. Tiếp theo đây là hiệu ứng đánh thường các bạn nhá. Bạn xem qua hiệu ứng đánh thường này. Ui nhìn chất thật sự luôn. Và các bạn có thể xem qua bên kia skin của Natalia ấy, nhìn cũng rất là đẹp luôn các bạn. Đây để mình bật miễn khống lên đấy các bạn nhá. Đó, bên kia Nata xả chiêu liên tục luôn. Đây chúng ta test thử chiêu cuối luôn này. Đó, ui, khi mà các bạn chúng ta gọi là bật chiêu cuối nhá thì sẽ có một con rồng nó xuất hiện này, kèm theo là chúng ta sẽ có một con rồng nó bao quanh người của chúng ta khi mà hiệu ứng của chiêu cuối đang còn đấy các bạn. Ui nhìn này, các bạn thấy rất là đẹp và rất là chất luôn các bạn nhá. Đây mình sẽ dùng chiêu luôn các bạn nhá. Không biết các bạn đánh giá như thế nào nhỉ? Thì chúng ta đừng quên là chúng ta comment xuống bên dưới nhá. Đây mình dùng chiêu 1 này. Chiêu 1 giống kiểu siêu xe ra ấy các bạn nhỉ. Nhìn hiệu ứng rất là đẹp luôn. Và đây, khi mà các bạn dùng chiêu 1 xong nhá, mình thấy là dùng chiêu 1 xong này, các bạn di chuyển này thì khi mà chúng ta di chuyển ấy thì sẽ có một con rồng nó bay xung quanh người chúng ta nữa. Khi mà các bạn di chuyển đó, đây là một hiệu ứng rất là đẹp luôn các bạn nhá. Ôi chất thật sự luôn các bạn nhá. Và khi mà chúng ta dùng chiêu 2 mình sẽ dùng chiêu cuối luôn nhá. Chiêu cuối thì sẽ có một con rồng nó bao bọc xung quanh chúng ta luôn các bạn ơi. Rồi nói chung là nhìn skin này nó rất là chất luôn các bạn. Đó các bạn nếu mà muốn trải nghiệm thì chúng ta xíu nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta nhận để chúng ta trải nghiệm nhá. Cái skin này cực kỳ đẹp và chất lượng luôn đấy, cực kỳ xịn của Triệu Vân luôn. Ok, và skin Nata thì các bạn cũng có thể xem qua rồi đúng không? Kèm theo thì chúng ta có các skin ở trong sổ sứ mệnh mùa sau, ví dụ như là của skin đây mình sẽ cho bạn xem qua nhá, skin của vị tướng Morgana nhé các bạn. Đó các bạn có thể vào để chúng ta trải nghiệm nhá. À, có Morgana này rồi đấu sĩ thì chúng ta các bạn, sát thủ các bạn nhá. Sát thủ thì chúng ta có Ari nữa, do mình chưa cập nhật nên nó chưa có vào trong đây rồi, để mình vào luôn cho tất cả bạn xem. Đây skin mới của Ari các bạn nhá. Nói chung là skin này nhìn cũng khá là ngon, nhưng mà hiệu ứng biến về của chúng ta thì nó không có thôi. Đó các bạn sẽ có hiệu ứng chiêu thức, chiêu 2, chiêu 1 các kiểu. Thì mình nâng cấp lên chiêu cuối luôn xem nhá. Đó chúng ta dùng thử chiêu cuối này. Ui nhìn skin này cũng khá là đẹp các bạn nhờ. Nhìn cũng ok chất lượng đấy. Mỗi cái này chúng ta gọi là không có hiệu ứng biến về thôi đúng không bạn.
Ngoài ra thì chúng ta có thêm một skin nữa của vị tướng Helen các bạn nhé. Đây mình test sơ qua tới cho tất cả bạn luôn. Đó, bạn nào đang xem, nếu mà chúng ta muốn test thử thì chúng ta có thể sau đây mình sẽ chỉ tới cho tất cả bạn để chúng ta có thể trải nghiệm hoàn toàn miễn phí các skin mới sau bản cập nhật này luôn các bạn nhé. Tại vì mình thấy là chơi thì toàn skin xịn thôi. Đây mình thử luôn skin Nata tới cho tất cả bạn này. Đó, cho ta dùng chiêu 1 này. Hiệu ứng miến về trước các bạn nhỉ. Test qua hiệu ứng miến về luôn. Ui, rất là đẹp, hiệu ứng giống kiểu tiên cảnh nhỉ. Skin này biến về cùng với skin Murat thì nó rất là hợp luôn này các bạn. Đây, và đây là khi mà chúng ta dùng chiêu cuối nhá, thì có rất là nhiều thanh kiếm luôn. Kiểu giống như là vạn tiền xuyên tâm ấy các bạn nhỉ. Ui, nhìn rất là đẹp, rất là xịn sò. Và ok, thì nếu mà các bạn chúng ta muốn trải nghiệm được các skin này ấy, thì đầu tiên nhá, các bạn sẽ vào CH Play cho mình và chúng ta tìm kiếm một ứng dụng tên là Zachiever nhá. Đó, các bạn sẽ tìm kiếm và các bạn mở file này ra cho mình, cài đặt và các bạn mở ứng dụng này ra chứ. Đó, mở ra. Sau khi mở ra xong thì nó yêu cầu cho phép thì các bạn cứ cho phép hết nhá. Sau khi xong thì bạn sẽ tìm đến thư mục download cho. Thì ở trong đây ấy các bạn, chúng ta sẽ thấy này, chúng ta có một file zip. Thì file skin này ấy mình sẽ để phía dưới phần bình luận để cho tất cả bạn nhá. Chúng ta vào và chúng ta tải cái file này về thôi là được các bạn nhá. Sau khi mà các bạn tải file này về, để pack skin mới nhất sau đây này, các bạn nhấn vào, các bạn nhấn giải nén tại đây. Đó, thì nó sẽ yêu cầu một mật khẩu ấy, thì các bạn sẽ ghi giống y hệt như mình nhá. Ok, các bạn ghi y hệt như này, các bạn nhấn ok này, thì nó sẽ giải nén ra thành công ở file ngay phía trên đây. Đây, file này luôn các bạn nhá. Các bạn nhấn vào. Và trong đây ấy sẽ có một file tên là com.gana.game.kgvn. Thì các bạn sẽ giữ vào cho mình nhá. Chọn sao chép này, các bạn chọn vào bộ nhớ thiết bị này, chọn vào mục Android này và chọn mục data này. Tiếp theo bạn sẽ nhớ vào vòng tròn màu xanh góc bên tay phải màn hình cho mình nhá. Click vào ứng dụng thay thế này, thay thế một cái và là ok. Chúng ta vào game mà chúng ta trải nghiệm các skin như mình thôi, kiểu chúng ta mod skin ấy các bạn. Và các bạn yên tâm là khi mà chúng ta mod như thế này thì các bạn không bị khóa nick cái gì đâu, nên là chúng ta cứ yên tâm và chúng ta trải nghiệm thôi các bạn nhá. Đó, rất là ngon và xịn sò luôn. Nên là bạn nào đang xem, nếu mà muốn trải nghiệm các skin này thì chúng ta cứ vào và chúng ta trải nghiệm thôi các bạn ơi. Ok, cứ làm giống như mình ấy. Còn giới video của mình chắc này cũng sẽ kết thúc tại đây thôi. Bạn nào đang xem đừng quên là like và đăng ký kênh, bật chuông ủng hộ cho mình các bạn nhé. Chào và hẹn gặp lại tất cả bạn trong những video sau nhé.